Lời Chúa theo Thánh Matthew, chương 14, từ câu 22 đến câu 33. Khi dân chúng ăn no, Đức Giê-xu liền bắt các môn đệ xuống thuyền qua bờ bên kia trước. Trong lúc người giải tán dân chúng, giải tán họ xong, người lên núi một mình mà cầu nguyện. Tối đến, người vẫn ở đó một mình, còn chiếc thuyền thì đã ra xa bờ đến cả mấy cây số, bị sóng đánh vì ngược gió. Vào khoảng canh tư, người đi trên mặt biển mà đến với các môn đệ. Thấy người đi trên mặt biển, các ông hoảng hốt, bảo nhau: "Ma đấy!" và sợ hãi la lên. Đức Giê-xu liền bảo các ông: "Cứ yên tâm, chính Thầy đây, đừng sợ." Ông Phê-rô liền thưa với người: "Thưa Ngài, nếu quả là Ngài, xin truyền cho con đi trên mặt nước mà đến với Thầy." Đức Giê-xu bảo ông: "Cứ đến." Ông Phê-rô từ thuyền bước xuống, đi trên mặt nước và đến với Đức Giê-xu. Bấy giờ gió thổi thì ông đâm sợ, và khi bắt đầu chìm, ông la lên: "Thưa Thầy, xin cứu con với." Đức Giê-xu liền đưa tay nắm lấy ông và nói: "Người đâu mà kém tin vậy? Sao lại hoài nghi?" Khi thầy trò đã lên thuyền thì gió lặng ngay. Những kẻ ở trong thuyền bái lạy người và nói: "Quả thật Ngài là Con Thiên Chúa." Quý vị và các bạn thân mến, qua đoạn tin mừng trên, Thánh Matthew cho chúng ta thấy các tông đồ thiếu đức tin vào Chúa Giê-xu. Vì thiếu đức tin nên các ông sợ hãi vì gió to, biển lớn. Các tông đồ đang lo chèo lái để giữ mạng sống của mình. Bên cạnh đó, từ xa xa, các ông đã thấy một bóng người đang tiến dần đến với mình. Bóng người đó làm cho các ông sợ hãi, tưởng rằng đó là ma. Chúa Giê-xu tiến lại gần các ông và trấn an các ông. Nhưng nỗi sợ hãi đó làm các ông mất hết tâm trí, đến nỗi không nhận ra bóng người đang tiến đến gần mình, đó chính là Chúa Giê-xu. Mặc dù Thánh Phê-rô có một chút bản lĩnh hơn so với các tông đồ khác, nhưng ông vẫn còn nghi ngờ. Vì nghi ngờ nên ông mới: "Thưa Ngài, nếu quả là Ngài, xin truyền cho con đi trên mặt nước mà đến với Ngài." Qua hình ảnh các tông đồ, cụ thể nhất là nơi tông đồ Phê-rô, chúng ta có thắc mắc hỏi tại sao các ông lại sợ hãi và hoảng sợ đến thế không? Hay nguyên nhân gì mà khiến các tông đồ hoảng sợ như vậy? Đó chính là thiếu đức tin. Điều này cho chúng ta thấy khi Chúa Giê-xu giơ tay cứu lấy Phê-rô, Chúa đã nói: "Người đâu mà kém tin vậy? Sao lại hoài nghi?" Có lẽ ngày hôm nay chúng ta cũng không khác gì so với các tông đồ năm xưa, vì ít nhiều chúng ta cũng rơi vào tình trạng thiếu đức tin, nghi ngờ vào tình yêu, sự tha thứ của Thiên Chúa dành cho chúng ta. Nhiều khi cuộc đời của chúng ta bị những cơn gió, sóng biển của dục vọng, cái tôi, tính ích kỷ đã nhận chìm chúng ta, nhưng chúng ta có biết chạy đến với Chúa và kêu cầu Chúa cứu chúng ta như Thánh Phê-rô đã cầu xin Chúa cứu giúp: "Thưa Ngài, xin cứu con với." Lạy Chúa Giê-xu, xin ban Chúa Thánh Thần trên chúng con, để Người củng cố niềm tin và ban thêm sức mạnh cho chúng con. Nhờ đó, chúng con mới có đủ sức vượt qua những cơn cám dỗ, những ước muốn xấu xa, như những cơn sóng gió nhấn chìm cuộc đời của chúng con. Amen.